Vâng, xin chào các bác đã biết kênh xe đạp. Và tiếp tục phải giới thiệu bác một mẫu địa hình tuần bay đến từ thương hiệu Gian, model Gian XTC 800. Và lần này em về một chiếc XTC 800 với cái mông tông màu trắng và màu ghi lông chuột, tông màu rất là sáng và nổi bật. Và lần này em về một chiếc xe cũng rất là mới luôn bác nhá, cũng hầu hết cũng dòng XTC bên về bên em. Thì là em về một chiếc xe màu trắng ghi rất là mới, dành cho bác ưa thích cái dòng xe Gian địa hình hoành bánh 7,5, mẫu model cao cấp của Gian XTC 800. Và bây giờ xin mời mọi người hỏi cái chiếc xe. Vâng, trên mình bác, đây là cái mẫu Gian model XTC 800. Và lần này em về một chiếc với tông màu ghi trắng, màu ghi lông chuột rất là sáng. Và lần này cái lô xe này em về là hầu hết những xe về lần này rất là mới luôn đó nhá. Nhiều bác hỏi em về những dòng xe địa hình cao cấp trang bị vành bánh 7,5 thì lai em về một chiếc đây. Đây là một trong những cái mẫu model xe rất là bán chạy cửa hàng bên em, model Gian XTC 800, lớp sơn zin còn rất là mới luôn các nhá. Lâu lắm rồi em về một chiếc dòng Gian XTC mà 800 mà gần như là mới, em đánh giá là trên 95%. Lớp sơn rất là mới luôn. Xe làm từ hợp kim nhôm alloy kích Superline SL đây nhá. Superline. Đó là dòng nhôm siêu nhẹ của thương hiệu Gian, chuyên sản xuất những model cao cấp. Xe trang bị với bộ dây âm sườn chạy trong khung xe, mã vạch QR code chính hãng của Gian trên khung xe nhé. Superline aluminum technology. Đây là một trong những cái model Gian địa hình rất là bán chạy cửa hàng bên em, mà cũng rất là lâu rồi em về một chiếc dòng Gian với tông màu trắng trắng ghi nhé, mà còn mới, độ mới gần như tuyệt đối. Cổ phước kia đông chính hãng của Gian, nguyên bản theo xe. Tay lắm cao su chính hãng của Gian, tay lắm sừng trâu chính hãng của Gian luôn. Xe trang bị với tay bấm xả chính hãng của Shimano DOD. Shimano DOD gần như chủ yếu của dòng tua bin địa hình trên Daseda, Hankook và Toley. Đằng trước sử dụng với cụm phanh dầu chủ lực của Shimano. Bên phải em trang bị với tay bấm xả bên từng đĩa chính hãng của Shimano DOD. Và cụm phanh sau là cụm phanh dầu chủ lực chính hãng của Shimano DOD. Trên ghi đông xe được trang bị với khóa chỉ thoát thân tay rất tiện lợi, mát, ống mở sóc, dành cho những cái dòng xe địa hình mountain bike đời mới cao cấp. Rất là ít khi về một chiếc dòng xe XC mà cái độ mới gần như tuyệt đối bác nhé, trên 95% xe rất là đẹp. Xe vẫn còn giữ nguyên cái miếng dán thúng xước của dây đề của khung xe, các bác làm có thể giữ nguyên và bóc ra cũng được, tùy các bác. Giảm sóc dầu chính hãng của Gian, giảm sóc của Gian nguyên bản theo xe, giảm sóc 2775, may yêu chính hãng của Gian nguyên bản theo xe, vành chính hãng của Gian, vành nhôm 2775. Cái đĩa của nó, cái đĩa của nó cũng còn nguyên cái tem mác này, đĩa bỏ phanh dầu thủy lực của Shimano này. Đấy, xe rất là mới luôn mọi người nhé. Hiếm về hiếm hoài về một chiếc dòng xe Gian mà có độ mới cực đẹp như vậy. Lốp nguyên bản theo xe rồi, lốp chính hãng của Gian, kích thước lốp 27,5 chúng ta chấm khung, lốp gần như là mới nguyên tuyệt đối này. Có thể với lốp này xe rất là đẹp. Cậu yên chính hãng của Gian nguyên bản theo xe. Yên về mở ra xe.
Bùi Lễ Trục giống chính hãng Hỏa Gian. Bùi Lễ Trục giống chính hãng Hỏa Gian, trang bị với ba tầng đĩa. Bên tay trái em được trang bị với củ đề sau là củ đề Shimano DOD, trang bị với 10 tầng lip. Các bác nhìn rõ sức lip của gần như là mới nguyên rồi. Sức lip của xe là như mới nguyên. Đằng sau trang bị với Mayer chính hãng Hỏa Gian, vành Hỏa Gian, vành 27.5, lốp Gian. Vâng, bây giờ chúng ta chiều cao đứng của khung xe. Vâng, chiều cao đứng của khung xe là size 43. Chiều ngang khung là size 53. Size S nữa. Size S. Thì ở các bác cao từ mét 6 đến trên mét 7 đi vừa. Xe trang bị với 10 tầng lip. Để chuyển động full group Shimano DOD lên lip này. Lip xích cũng rất là mới. Bên phải em là đuôi trục rỗng của Gian, đặt đĩa DOD xuống đĩa lên đĩa rất là bon luôn đó. Xe độ mới cực kỳ là cao, bác là ứng từng màu sáng thì đây là bác rất là tốt. Mẫu Gian rất là bán chạy của bên em, màu hãng Mountain Bike Gian XTC 800. Và các bạn đánh giá tổng thể xong trước Gian Mountain Bike dòng model địa hình cao cấp của XTC 800, xe trang bị với full group Shimano DOD, xe giá tốt bên em là 9.8 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Bác là con thân mẹ con Zalo 0975 709 943, lên YouTube tìm kênh xe đạp, nhấn đăng ký theo dõi kênh và hẹn gặp lại trong ngày mai.